tai Sera Gigabit Ether, có 3 cổng USB. Vỏ nhôm, tản nhiệt tốt hơn. Tốc độ kết nối mạng 10, 100, 1000 MB/s. Hỗ trợ trên các thiết bị như iPad, Mac, Windows, Android. Có 3 cổng USB kết nối thiết bị ngoại vi. Kết nối với thiết bị ngoại vi qua cổng USB như chuột, bàn phím, USB. Kết nối USB với iPad để đọc dữ liệu ngoại.